Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 5 tháng 8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án đã trải qua 2 tuần xét xử và nghị án. Trong 50 bị cáo hầu tòa, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đánh giá là chủ mưu cầm đầu và bị đề nghị mức án nặng nhất. Hình phạt đề nghị là 5-6 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và 19-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp từ 24-26 năm tù. Cùng hai nhóm tội trên, các bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị đề nghị 17-19 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga tổng hợp 10-12 năm tù, Hương Trần Kiều Dung tổng hợp 11-13 năm tù. Nhóm 7 cựu cán bộ ngành chứng khoán bị đề nghị các mức án từ 18 tháng tù đến 9 năm tù về một trong hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Nhóm bị cáo là thuộc cấp của bị cáo Quyết bị đề nghị mức án nhẹ nhất từ 18 tháng tù đến 16 năm tù giam. Quá trình xét xử, tất cả các bị cáo đều thừa nhận cáo trạng truy tố là xác đáng. Các bị cáo rất mong muốn được nhận một mức án khoan hồng để sớm có cơ hội trở về với xã hội làm lại cuộc đời. Riêng đối với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Quyết cho biết đã bán hãng hàng không tâm huyết là Bamboo Airways với giá 700 tỷ đồng. Số tiền này phía đối tác mới trả 200 tỷ đồng. Bị cáo Quyết đã chuyển vào tài khoản của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra. Khoảng 500 tỷ còn lại trong thời gian tới khi đối tác chuyển thêm, bị cáo Quyết nói sẵn sàng nộp để hoàn thành nghĩa vụ dân sự. 10 bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về các hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Cùng với tội danh trên, trước đó cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 2 bị can khác. Quá trình điều tra xác định, sau khi thách thức hẹn đánh nhau trên mạng xã hội vào trưa ngày 20 tháng 5 năm 2023, nhóm thanh thiếu niên thị trấn Phú Hòa gồm 12 bị can trên cùng nhiều đối tượng khác mang theo hung khí đi tìm đánh nhau với nhóm thanh thiếu niên ở Cung Thiếu Nhi. Đến điểm hẹn tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, hai nhóm dùng gạch đá ném nhau. Một lúc sau, nhóm thanh niên Phú Hòa tiếp tục rượt chém 3 thanh niên đang ngồi trong tiệm sửa xe, không thành nên lao vào đập phá xe trong tiệm rồi bỏ đi. Khi đến khu vực đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long thì gặp một thanh niên đang điều khiển xe mô tô. Nhóm thanh niên Phú Hòa lầm tưởng là nhóm Cung Thiếu Nhi nên cả nhóm đuổi theo đâm chém nạn nhân 16 nhát, gây thương tật 39%. Vận chuyển trái phép chất ma túy, một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ. Đối tượng bị bắt là Phàng A Lử, sinh năm 1984, trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ. Tăng vật thu giữ 2 bánh heroin, hơn 400 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận lấy số ma túy ở khu vực biên giới rồi vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Khi đi đến khu vực huyện Mai Sơn thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, vào sáng nay ngày 5 tháng 8, một vụ cháy nổ rất nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo, khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khiến 2 người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, hai thợ cơ khí của công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo chuyên sản xuất dầu điều vào làm nhiệm vụ bảo trì lò hơi của công ty. Trong lúc họ đang bảo trì, một lò hơi bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy. Đám cháy lan rộng rất nhanh sang các khu vực nhà xưởng công ty, khiến hàng trăm công nhân hốt hoảng bỏ chạy. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, bên trong lửa cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét, lực lượng phòng cháy chữa cháy rất nỗ lực để khống chế đám cháy. Hậu quả vụ nổ khiến 2 người tử vong. Một vụ cháy lớn bất ngờ bốc lên từ kho chứa nhựa và xốp ở huyện Gia Lâm, Hà Nội vào sáng nay ngày 5 tháng 8 khiến nhiều người hoảng sợ. Rất may vụ cháy không có thiệt hại gì về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 44 phút ngày 5 tháng 8, Công an huyện Gia Lâm nhận thông tin về vụ cháy tại công ty xốp Khang Trang thuộc cụm công nghiệp Hapro Lệ Chi Gia Lâm. Do đây là công ty chuyên sản xuất túi khí bảo quản cách nhiệt xốp hơi để cung ứng cho các đơn vị bọc gói sản phẩm điện tử, chống va đập, nên khi cháy, lửa đã bùng phát và cháy lan rất nhanh, khói đen cuộn lên bao trùm cả một vùng, khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng. Nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã điều đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện cùng cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ.
Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn ngay sau đó. Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục dập tàn để chống tái cháy trở lại. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lớn tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi gây ngập úng một số khu vực và sạt lở đất, khiến một người tử vong và hai người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là bà Đặng Mùi Sánh, 80 tuổi, ở thôn Giàng Thượng. Hai người bị thương là chị Đặng Thị Liêm và Triệu Mùi Sai đã được chuyển đến phòng khám đa khoa xã Thông Nguyên. Sạt lở làm sập hoàn toàn hai nhà, hư hại 5 nhà khác và gây ách tắc nhiều tuyến đường tại huyện Hoàng Su Phi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ 8 giờ ngày 4 tháng 8 đến 8 giờ ngày hôm nay, Hà Giang có mưa lớn. Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi cả đêm qua mưa không ngớt. Đến 4 giờ hàng loạt vị trí đất đá sạt lở khiến tất cả con đường vào xã và đường trong xã bị chia cắt. Sáng nay ngày 5 tháng 8, do lũ trên sông chảy đang lên nhanh, Hồ Thủy điện Bắc Hà thông báo xả lũ 8 dẫn đến nguy cơ cao sạt lở đất trên các bờ sông, sạt lở các sườn dốc, ta luy các tuyến đường và gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp phía hạ du sông chảy tại các huyện Bắc Hà, Bảo Yên và các xã ven sông khác. Và ngay sau khi có thông tin, lực lượng công an các xã thuộc huyện Bắc Hà, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ thông báo và tuyên truyền, đồng thời giúp người dân trên địa bàn các xã bị ngập lụt do ảnh hưởng của thủy điện xả lũ. Tại huyện Bắc Hà, đêm ngày 4 tháng 8 và rạng sáng ngày 5 tháng 8, tại địa bàn xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, do mưa lớn kéo dài dẫn đến đầu nguồn nước lũ kéo về, thủy điện Bảo Nhai bậc 1 xả lũ, do thủy điện Bảo Nhai bậc 2 không lưu thông kịp, dẫn đến một số tuyến đường liên thôn bị cô lập, xảy ra ngập úng cục bộ, nước dâng cao từ 1 đến 3 mét so với mặt đường. Trước tình hình trên, công an xã Bảo Nhai phối hợp với các lực lượng của xã lập các chốt chặn các điểm có nước ngập nguy hiểm, căng dây, cắm biển báo tạm thời, phân luồng giao thông tại đoạn đường tỉnh lộ đảm bảo an toàn, hỗ trợ lực lượng giúp nhân dân di chuyển an toàn. Tại xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, do nằm ở vùng thấp nên chịu ảnh hưởng nặng nề của việc xả lũ. Hiện nay, lực lượng công an xã và chính quyền địa phương đang nỗ lực đưa bà con và tài sản đến nơi an toàn. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến cho các địa phương tại Sơn La bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, con số thiệt hại tại Sơn La đã lên tới hơn 501 tỷ đồng. Tuy nước đã rút nhưng mà tại khu vực ở xã Triềng Đen, thành phố Sơn La, ngập sâu trong nước, xáo trộn cuộc sống của các hộ dân trên địa bàn. Bản Phiêng Nghè có hơn 100 hộ dân thì có 39 ngôi nhà bị ngập sâu, cô lập. Nhiều diện tích hoa màu, cây lương thực của nhân dân, nhiều công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa cũng chìm trong biển nước. Những chiếc thuyền bè như thế này là phương tiện duy nhất có thể di chuyển được tại đây. Cuộc sống người dân hiện tại trong bản Phiêng Nghè, từ khi nước ngập lên thì cuộc sống thì hết sức là khó khăn. Thứ nhất thì đường đi lại, thứ hai nữa là lương thực thực phẩm. Còn thứ ba nữa thì điện thắp sáng, một số hộ ấy bị cắt đấy, do cái đường điện nó không đảm bảo. Cái thứ ba ấy là cái nguồn nước sinh hoạt. Nguồn nước sinh hoạt hiện tại ấy thì rất là, trước kia thì dẫn những cái vòi nước ở trên đầu nguồn xuống, bây giờ thì nước ngập thì nó đứt quãng hết. Con đường duy nhất đi lại hàng ngày của bà con này đã hóa thành sông. Con người và tài sản đã được di dời đến nơi an toàn. Ngay sau mưa lũ, nước dâng cao, cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương đã huy động các lực lượng di chuyển tài sản giúp nhân dân. Giải pháp trước mắt là bố trí cho các hộ bị ngập ở nhờ nhà anh em, họ hàng và nhà văn hóa các bản lân cận và sớm triển khai các giải pháp lâu dài giúp người dân ổn định cuộc sống. Cái tình thế như thế này thì nước nó xuống chậm ấy. Thì đối với bà con nhân dân bản Phiêng Nghè là sẽ hết sức là khó khăn. Về tất cả các cái cơ sở vật chất của người dân ấy, thì nhà cửa thì là ngập úng hết rồi, Cho nên để làm sao ổn định cái bản Phiêng Nghè lâu dài, nếu mà nước ngập xuống, thì nội dung này cũng kiến nghị với các cấp các ngành. Thì hướng quan tâm về cái bản Phiêng Nghè thì có giải pháp chỉ có đào hầm thủy nen để thoát nước. Còn các cái bản như là bản Bôm Nam, bản Nam Liệu, các cái hộ ngập ít thì cũng theo sự chỉ đạo của tỉnh, của thành phố là phải khẩn trương di vén đến nơi an toàn. Đây là lần thứ ba xảy ra ngập ở khu vực này. Theo người dân cho biết thì sẽ còn một thời gian nữa nước mới có thể rút.
Để hỗ trợ kịp thời người dân tại đây, đoàn công tác của Chính phủ và Bộ Công an đã kịp thời hỗ trợ tiền, gạo và nước lọc giúp bà con bước đầu ổn định cuộc sống. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở khí ga tông sập cổng trang trí chiếu sáng ở trên đường Nguyễn Tất Thành thành phố Buôn Ma Thuột khiến người đi đường qua đây hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 5 tháng 8, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 48C06183 chở khí ga do tài xế Phan Nhật Nam 42 tuổi trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển, lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Đắk Nông. Khi đến đoạn giao nhau với đường Trần Hưng Đạo thì chiếc xe trên bất ngờ lao lên giải phân cách cứng, tông sập cổng trang trí chiếu sáng trên đường làm hư hỏng nhiều tài sản. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cho nhiều người được đi đường qua đây được một phen hú vía, và kết quả kiểm tra xác định tài xế trên không vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định ông Nam điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và dẫn đến tai nạn. Và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm, và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin 113 online chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Đối tượng Lương Chí Hòa, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và đối tượng Võ Văn Lai, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ 7A, khu phố 1, phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật là hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định còn ra quyết định truy nã số 07 ngày 23 tháng 3 năm 2022 đối với đối tượng Phạm Ngô Cường, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại tổ 8, khu phố 2, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về tội trộm cắp tài sản. Cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 794 ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là đối tượng Võ Minh Phước, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại khu phố 10, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.